Theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, mục tiêu đến năm 2025, tổng doanh thu dự kiến của tập đoàn tăng hơn 30% so với hiện nay, lợi nhuận sẽ tăng trưởng khoảng 20% và sẽ tăng nhanh hơn trong giai đoạn sau năm 2025. Cùng với đó, doanh thu hợp nhất của tập đoàn sẽ là 161.730 tỷ đồng, tức là trung bình khoảng 32.300 tỷ đồng một năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 34.435 tỷ đồng, trung bình khoảng 6.870 tỷ đồng một năm. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tập đoàn khoảng 12.350 tỷ đồng, trung bình là 2.740 tỷ đồng một năm, tăng trung bình 7% một năm. Để đạt được mục tiêu trên, tập đoàn đang thực hiện một số nội dung chính như chuyển đổi một phần diện tích cao su sang phát triển ngành sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, phát huy tối đa năng lực vườn cây cao su để bảo đảm hiệu quả, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm cao su, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm, tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu trong tập đoàn, thoái vốn ở những danh mục đầu tư đã đạt ngưỡng hiệu quả, được thị trường đánh giá cao, thực hiện sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ, tăng hiệu năng, hiệu lực quản lý. Thưa quý vị và các bạn, khoan lỗ kết hợp bơm khí ethylene thay thế cạo mũ truyền thống là giải pháp kỹ thuật được không ít nông hộ trồng cao su trên địa bàn tỉnh áp dụng thời gian gần đây. Với lông mủ khá cao giúp tiết kiệm nhân công lao động, cây cao su lâu năm không bị suy kiệt. Đây có thể là hướng gợi mở cho người trồng cao su ở Bình Phước vận dụng, triển khai trong bối cảnh nguồn lao động khai thác mủ khan hiếm như hiện nay. Những năm trước đây, khi giá mủ xuống thấp, nhân công cạo khan hiếm, ông Nguyễn Hữu Thảo ở thôn Phước Quả, xã Phước Tiến, thị xã Phước Long đã mạnh dạn đầu tư áp dụng giải pháp kỹ thuật khoan lỗ kết hợp bơm khí ethylene trong quá trình khai thác mủ trên vườn cây của gia đình. Trong quá trình mà dùng kỹ thuật khoan và túi khí thì chúng ta dùng trên 1 hectare cao su 500 cây thì nó nằm khoảng 1 tạ 9 tới 2 tạ mũ một ngày. Đó, thì số tiền chúng ta sẽ thu về khoảng giá mũ bây giờ thì khoảng chừng 1,7 triệu tới 1,9 triệu. Còn mà cái kỹ thuật cạo kéo bình thường thì một ngày chúng ta đạt từ 80 tới 1 tạ mũ. Đó, thì với giá mũ bây giờ thì nó khoảng 700 tới 900.000. Thay vì cạo vào ban đêm theo cách làm truyền thống từ lâu nay, công nhân khai thác mủ chỉ cần một thời gian ngắn để khoan lỗ, đặt ống vào buổi chiều. Việc chốt mủ sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ và thường kết thúc trước 7 giờ sáng hôm sau. Cái thứ nhất là bảo đảm sức khỏe cho công nhân. Cái thứ hai đó là cái phương pháp này là nó tiết kiệm được cái vỏ cây. Cái cây có thể khai thác được 40 năm. Rồi cái thứ hai nữa là ít tốn công lao động hơn. Ví dụ như diện tích của tôi thì trước đây cạo là tôi phải sử dụng từ 7 công nhân, nhưng giờ này tôi chỉ còn sử dụng có 4 công nhân. Bước đầu vẫn có không ít ý kiến hoài nghi về tính khả thi của giải pháp kỹ thuật này. Nông dân chưa mạnh dạn áp dụng do lo sợ cây bị suy kiệt khi lượng mủ cho khai thác khá cao. Tuy nhiên, qua nhiều năm triển khai, giải pháp này đã cho thấy hiệu quả khi ngày càng có nhiều nông dân trồng cao su tiếp cận, áp dụng trên vườn cây tại địa phương. Còn về khuyến cáo bà con thì đây là một cái phương pháp mới. Khi bà con làm phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật và lựa chọn những công ty hoặc là lựa chọn những phương án làm sao đúng kỹ thuật. Tại vì nếu chúng ta làm sai quy trình kỹ thuật thì cây cao su là cây giá trị lớn, và khi sai thì chúng ta sẽ không còn đường lùi và chúng ta chỉ có việc là chỉ cưa bỏ. Theo khuyến cáo của các đơn vị cung cấp giải pháp và ngành chức năng, giải pháp kỹ thuật này rất thích hợp với những vườn cây cao su lâu năm, hạn chế áp dụng đối với những vườn cây mới bước vào giai đoạn khai thác. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, người nông dân cần tránh lạm dụng, khai thác quá nhiều bởi rất dễ dẫn đến tình trạng suy cây.